chào cả nhà. Đây là chỗ bán thuốc CVS nè cả nhà. Ở nước Mỹ này nó có hai cái bán thuốc, một bên là CVS, một bên là Walgreens cả nhà thấy không? À, mình có thể mua thuốc không cần to, tại vì ở đây đi khám bệnh là cả nhà phải cần to những cái thuốc quan trọng, cả nhà phải cần to thuốc của bác sĩ. Thì mình sẽ vô Walgreens hoặc CVS mình lấy, cầm cái to thuốc đó vô lấy thuốc. Nhưng mà những cái thuốc thông dụng vitamin á, thì mình có thể tự mua, mình khỏi phải cần bác sĩ. Ở đây là mấy cái thuốc trị cảm thông thường rồi đó, chích ngừa, vaccine miễn phí là cũng có trong CVS với Walgreens nha cả nhà. Đó, con thấy không? Valentine cả, thấy chưa? Layout của CVS với Walgreens nó cũng giống như siêu thị đó. Oh my god. Có bán bánh trái kẹo đồ dành cho lễ tình nhân, lotion, mỹ phẩm, dầu gội đầu, thuốc nhuộm. Con mua candy á Emily. Thường lâu lâu Walgreens với CVS, ở đây là CVS với Walgreens nó như nhau, nó sẽ giảm giá. Mua 1 tặng 1 giảm 50%. Vitamin. Rồi mấy cái hũ dành cho tập thể dục. 30 mấy hồng, 40 đồng một hũ. Wow, nguyên một dải canxi, fit oil, mua 1 tặng 1. Ồ, mà phải cho thứ vitamin C nè, lúc trước Covid nè, người ta dành nhau mua quá trời luôn. Bây giờ này dành cho hair nè, uống cũng ok lắm. Đồ cột tóc, kem đánh răng. Đồ cho y tế. Dành cho em bé. Hôm nay tới cái đầu tháng giảm giá, sao mà cái gì cũng thấy giảm giá cả nhà. Đó, chỗ này có chích ngừa Covid đó cả nhà thấy không? Miễn phí nha, không tốn tiền. Còn khu vực này dành cho người ta lấy thuốc nè, thuốc mà to đơn của bác sĩ cho bệnh viện á. Mình hẹn bác sĩ 2-3 tuần mình đi khám bệnh viện xong và bác sĩ sẽ cho mình gửi thuốc về đây và mình lại đây mình lấy. Một hồi em sẽ quay Walgreens cho cả nhà coi, nó cũng không khác gì CVS hết trơn.
thấy như một cái siêu thị thu nhỏ, cả nhà thấy không, cũng có kem, bán đồ ăn nhanh bán, nhưng mà cái là ở trong đây á nó có bán thuốc tiện lợi, mình vô mình mua thuốc, cần thuốc thì vô đây. Máy đo thân nhiệt. Còn bên đây là War Room nè cả nhà, là đó cũng đối diện giống như CVS rồi. Ở trong đây nó cũng bán thuốc á. Hai bên y hệt như nhau. Mà để em vô quay cho cả nhà xem coi bên trong nó có cái gì luôn nha. Ê. Wow. Đó, đây là bên War Room. Cũng bán y hệt như bên kia cả nhà. Cũng là bán thuốc, bán mỹ phẩm, bán dầu gội đầu, bán sữa tắm. Như má em nói, như bên Việt Nam cả nhà chạy là nhà thuốc Tây, nói mình bị bệnh gì thì bác sĩ nghĩ cái người bán thuốc nó kê đơn cho mình đúng không? Còn ở bên đây thì là mình tự phải đi mua thuốc uống. Ở bên Warim á, thì cái cách cái trang trí á, nó thoáng hơn. CVS thì họ trang trí nhiều, thấy nó chật lắm. Quá trời candy luôn. Cũng bán đồ ăn cho chó, mèo, giấy, xúc tả, nước ngọt. Có khi giá Warim với giá CVS nó sẽ khác nhau, chênh lệch nhau một chút. Thì cũng giảm giá, mua một tặng một, hoặc mua một mua cái thứ hai được giảm 50. Giống như cái kẹo nãy con em mua bên CVS á, bịch kẹo á 6 đồng mấy một một bịch kẹo, mà mình mua ví dụ mình mua thêm một bịch thứ hai thì giảm được 50%, là còn 3 đồng mấy bịch kẹo thứ hai. Vitamin thì hai chỗ này. Má chồng em nói bây giờ sữa Ensure ở bên Mỹ nó hết dạng bột rồi. Trong các siêu thị ở bên đây với các nhà thuốc toàn là bán sữa Ensure dạng nước không ạ. Giá một lốc sữa Ensure một cái 6 chai là 11 đồng. Đó, lấy thêm một cái thì giảm được 50. Ba chai là 11 đồng mấy, 12 đồng nha cả nhà. Ensure. Cái đồ dành cho mình bị trật khớp tay, khớp chân, khớp lưng gì đó. CVS với Warim đều có một quầy thuốc dành cho người ta. Ai nhà thuận tiện thì lại lấy thuốc ở đây. Mấy thuốc đó là phải cần to đơn của bác sĩ mới được lấy, là trong đó đó. Có chích ngừa miễn phí luôn. Lỡ chích liền khỏi cần hẹn. Đây là những loại thuốc thông dụng mà mọi người đều có thể tự mua uống, như thuốc ho, thuốc cảm, nóng, sốt, thuốc đau bụng của trẻ em với người lớn, rồi đồ hít mũi dành cho viêm son, kẹo ngậm thông cổ. Rồi có loại dầu uống dành cho ngủ ngon, Salam bát, Salam bát 2 cái 10 đồng. Và
3 đồng cho một miếng, trong đó với mấy miếng nữa. Đây là những mặt hàng thuốc thông dụng có thể mua tại nhà thuốc. Còn bị nặng hơn là phải đi bác sĩ nha. Phải gọi hẹn đi bác sĩ mới có thuốc uống. Còn đây là tự người dân tự biết tự trị đó. Nha, mấy cái thuốc này nè, sổ mũi, đau đầu, nhức đầu, cảm lạnh, nóng sốt thì mình có thể tự mua ở nhà mình uống. Bên đây bệnh là bà con chỉ uống một loại thuốc thôi ha, cảm thấy mệt cái lấy viên hai viên ra uống. Còn bên Việt cứ như bên Việt Nam là cứ nóng sốt hay nhức đầu hay bị gì là cả nhà thấy không, ra ngoài nhà thuốc Tây là họ kê cho một chục viên, không biết viên nào là trị bệnh, là viên nào là để uống chơi nữa. Thuốc xịt mũi, vitamin các loại. Quay cho mấy anh chị cô chú cô bác ở nhà ở Việt Nam coi có hai cái nhà thuốc lớn nhất ở Mỹ nha, là chuyên bán về thuốc. Ở trong siêu thị thì cũng có đó, nó cũng có mấy cái quầy bán y hệt như vậy nè. Siêu thị nào cũng có, nhưng mà chuyên về thuốc, lấy thuốc của bác sĩ cho đơn thì phải vô Warri Missibet. Thuốc ở bệnh viện nó mới gửi về hai cái chỗ nhà thuốc, hai cái chỗ này. Siêu thị thì nó có bán, nhưng mà không có thể lấy thuốc ở trong đó được. Hết luôn nha. Ôm hết về nhà đi nha. Xe qua cho mẹ coi. Muốn mua rượu đồ nhiều, các loại rượu mạnh đồ ấy thì phải vô chỗ bán rượu, hoặc vô mấy cái siêu thị lớn thì nó có xe bán. Còn muốn mua thuốc thì đi Warri với CVS nha cả nhà. Ồ đây nè, có kẹo luôn kìa, quá trời kẹo luôn. Cứ mỗi tới dịp lễ nào là họ sẽ để đầy trưng bày vậy đó. Ok, em thank you cả nhà đã xem clip của em. Đây là một cái clip em review hai cái siêu thị, hai cái nhà thuốc ở Mỹ cho cả nhà cùng biết nha. Như gia đình em biết là khi mua thuốc như thế nào ở bên đây nha. Bye bye cả nhà. Hẹn cả nhà những clip sau.